Tại đeo cẩm thạch hả? Có trợ lý đây là đặt cẩm thạch. Ờ vậy hả? Rồi hai ngày nay nghe đỡ chưa? Thấy cứ đỡ. Ừ. Giờ mong bác sĩ chữa cho tôi hết những ngồi đau, đứng đau, đi đau. Ừ. Chỉ muốn hết nhiều đó là mình có thể đỡ được. Cảm ơn. Ngồi bữa đầu là đỡ lắm. Đỡ rồi, so với bữa đầu là thấy là nhiều. Bữa đầu có chờ bác sĩ đó, té rồi phải chờ thứ hai mới đi khám được, đi chỗ khác lại bà nữa không. Rồi nó té sao ta? Té nằm xuống nè. Ừ. Bước xuống tắt cái đèn. Ừ. Nó trợ cái đó. Ờ. Cũng phải 5-10 phút nó tự đứng dậy được, tại nhà có mình à. Ừ. Mấy người này đi đi công chuyện hết, không có nhà. Nó bỏ mình ở nhà vậy đó. Ngồi đau, đứng ngồi đau, đứng đi đau. Đi đau, nằm không đau. Kỳ vậy đó. Rồi cái gì đó? Lấy cái ruột xe bóp thường vô dạ đây có nha. Làm. Rồi có chườm đá nóng ở đó nào? Dạ có. Qua cái loại chườm. Rồi, phải ráng chườm thêm nha. Rồi, nằm xuống đi. Cho bạn đi 3:1. Bây giờ kéo cho nó giãn ra đó. Để té xuống nó cấn ngay chưa là 4:5 với là 5x1 á. Ô. Rồi nghe qua không thể hết. Chỉnh lại ha, bớt đau đi. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Này công chúa hoàng hậu không à. Ôi dù. Đó khổ ghê. Nhà ở quận 5 hay quận 6? Dạ, quận Tân Bình. Quận Tân Bình à? Quận 1. Ủa, người Tàu à? Dạ. Tàu đâu mà đời kiếp nào. Rồi, tướng bà này cũng công tàng tôn nữ thị huyệt gì đó chứ. Trời ơi. Xong chưa? Rồi ngồi dậy. Rồi khỏe rồi. Ê, cố gắng nha. Rồi chườm đá đây nha. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Ừ. Rồi thế đi từ từ lần nãy cô có bớt đau chưa? Người nó mong manh gì đâu. Rồi xích vô, xích vô, xích lên. Mà sao thấy ông đi quẹo quẹo dưng bên đây không vậy? Ờ vậy hả? Là bị bao lâu rồi? 11 tháng á. À, mà lúc mà mới bị là nói được được hết hả? Được hết hả? Chính ông này ông sẽ phục hồi nhanh á. Ông này ông liệt nửa người bên phải nhưng mà ông nói được. Thì cái tổn thương ở bên bán cầu não trái nó không có được nhiều, không có bị nhiều. À, thì ở nhà có tập đồ nhiều không? Có. Ráng cố gắng nha. Dạ. À, rồi mấy ngày nay rượu ớt, rượu nhào, rượu khốp đồ đều đều không? Đều. Đều nha. Rồi nằm xuống đi. Hey à.
Cái này nó bị mấy cái mạch máu luôn hết rồi. Thì ráng uống cho nhiều mới được. Cái đặc biệt là những người mà bị tai biến rồi, coi chừng cái chân lọt đó nha, là phải coi chừng, không có coi chừng cái vấn đề thuốc lá. Muốn mà mau đi mau là không có đụng tới cái điếu thuốc lá. À, ông này hả? Thôi đất ơi, nhìn cái móng chân ông kìa, đâu vợ ông lại đâu. Trời ơi, bà phải quyết tử với ông nè. Bởi vì cái thuốc lá nó làm cho ông không có lành bệnh được. Ông ghiền người gậy ông. Rồi mấy cái móng chân nè, mấy ống nó rụng hết á. Tại vì là cái thuốc lá là cái nicotine nó làm cho mạch máu mình nó co lại hết. Nó không có nuôi xuống cái chân được nè. Ông đi, ông mà không hút thuốc là ông lại đi sẽ tốt hơn. Ra là tuyệt đối là phải bỏ thuốc, không có giờ hút nữa. Không, tại vì ghiền rồi. Hồi xưa bà này bà lúc mà lấy ổng á, lúc đó thấy tướng như cao bồi vậy, đứng hút về thấy khoái. Rồi. Đây có móng chân nè, nhìn nè. Thấy không? Mà cái mấy cái móng chân, cái chân đồ nè là cái viêm tắc tĩnh mạch đó là do thuốc lá đó, thì nó sẽ làm cho rụng hết mấy ngón chân. Rồi cái rượu sơ bóp á nha. Chịu khó xịt vô mấy này hết cho máu nó thông thì ông đi nhanh lắm nha. Rồi bây giờ thôi, bây giờ quyết tâm bỏ, không có được nha. Tại vì cái sức khỏe mình chứ không phải là cái gì hết á. Không có ai thương mình bằng mình thương mình. Thấy không? Còn nếu mà con vợ mình không thương mình, nó nói hút đi anh, hút đi anh. Mình chết rồi trên sổn. Ra cũng như nhiều người đàn ông á, là thí dụ như ở Việt Nam đây còn đỡ nha. Ha, ở bên Mỹ á, là thức ăn dư thừa, ha, là muốn giết chồng dễ lắm. Ha, cứ cho nó ăn đầy đủ rồi cho nó nấu chè thiệt ngọt cho nó ăn nữa, thấy không, nó bị tiểu đường rồi nó bị mỡ máu rồi đủ thứ, nó chết sớm lắm, thấy không. Thành ra liệu hồn ông còn phước, nhưng mà coi như phải bỏ thuốc lá nha. Còn bà này vợ quyết tâm nha. À, rồi thôi được rồi, đứng đi về nắng đi. Rồi, tự cứu mình đi nha. Đó. Thấy không? Ổng sẽ cũng từng bước thăm. Rồi mà sao? Em bị đột quỵ. Đột quỵ. Rồi xong rồi tự nhiên đang ngủ cái chân bắt tê không hoạt động được. Ừ. Rồi bắt đầu tới cái tay. Ừ. Rồi miệng á. Nó cứng. Nó cứng rồi đặt miệng luôn, nó chịu. Rồi điều trị cấp cứu trên bệnh viện 175 á, ba tháng rồi. Rồi giờ cái phần này thì đi đứng đồ cũng tạm thời rồi. Mà biết cái bệnh thường xuyên là thần kinh tọa thôi. Ừ. Đang mười mấy năm được rồi. Bây giờ là để tôi dặn hết cái vấn đề của bệnh mình á, là phải cứ rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp uống thường xuyên. Thứ nhất là nó không có để bị tai biến trở lại. Cái thứ hai nó sẽ hồi phục từ từ tốt lắm. Nha, còn riêng cái rượu ớt thì mình uống, mình tăng liều từ từ nếu mà mình áp được nha. Rồi để chỉnh cái này lại. Làm xuống đi. Rồi hai ông này có anh em không? Giống. Thank you.
À, mấy cái thế mà tập lưng rồi anh thuộc hết chưa? Về tập nha. Qua đây đi, lấy gì vậy? Nếu mà hiền, nhìn hiền lành dễ thương gì đâu. Mấy đứa con à? Ba đứa hả? Rồi nhờ. Rồi. Nghe cái lưng đỡ đỡ không? Ở trong cái hôm qua là có bốn cái thế. Dạ. Cái tập cái lưng á. Dạ. Là chịu khó về mỗi ngày mỗi tập nha. Dạ. Rồi. À, em đang uống thuốc của bệnh viện đó. Một là huyết áp. Hai là hai đã bị kim. Ừ. Ba là mẫu máu. Ờ. Thì cái huyết áp thì mình vẫn uống. Yeah. Mỡ máu mình vẫn uống, nhưng mà aspirin không cần uống. Yeah. Nha. Aspirin thì mình có nhào với cái rượu ớt là đủ rồi. Đừng uống đó, nó chảy máu nha. Yeah. Ok. Nha, ráng cố gắng nha. Yeah. Rồi. Rồi, bị bao lâu? Không bị biến cái não bữa nay 14 tháng. 14 tháng rồi. Nhưng mà tốt á, nhưng mà đây này cái móng chân ông cũng vậy, vậy là ông cũng hút thuốc. À! Sát thủ luôn. Đây nè, tay cũng lạnh nè, mà chân cũng lạnh nè, tụi em thấy không? Bây giờ ông có nãy ông có đã quyết tâm bỏ chưa? Để quyết tâm nha. Tại vì cái hậu quả của viêm tắc tĩnh mạch đó nó kinh khủng khiếp lắm. Mà ông kia bị vậy chứ còn nhẹ hơn ông này á, ông này chắc hút thuốc lào quá. Đây nè, móng chân nè, thấy móng chân ông bầm hết không? Mà cái móng chân này bầm á, nó là cái thứ nhất là thí dụ như ta biến nó đáng lẽ như của ông á là phục hồi rồi, nhưng mà tại vì nó kèm theo cái viêm tắc tĩnh mạch á, thành ra nó đi xa cũng được, đi xa cái nó nhức chân mình, nó đi không nổi, nặng chân nó đi không được. Rồi chừng nào á mà nghe cái ngón chân ngón tay mình á như con kiến bò á, rồi cái mình nghe làm như phỏng phỏng, nóng nóng phỏng phỏng á, là rồi đó, là bắt đầu nặng rồi đó. Rồi cái là mình thấy cái mấy cái đầu ngón chân ngón đồ này nọ nó thâm thâm đen đen là rồi đó. Nhưng mà tôi nói dặn cho mọi người nè, mấy ở đây đều giống nhau hết, cái căn bản mà chính của nó là do thuốc lá, bây giờ ngưng là được rồi, mình đã chặn được cái phần cái bệnh đó rồi. Và khi mình chặn nó được rồi, mình dùng cái này á, thì riêng cái rượu ớt á nha, hai ông mình nhớ đi nha, mình tăng liều từ từ, từ 1 muỗng lên tới 2 muỗng lên tới 3 muỗng, thì cái rượu ớt nó càng ngày nó tăng lên thì cái bệnh này càng giảm nhanh. Còn cái rượu nhào với rượu khớp nó hỗ trợ thôi, chứ chính là cái thằng rượu ớt ha. Rồi khi mà cái rượu ớt mình uống lên, nó liều nó cao lên nè, thì mấy mà mạch máu nó thông hết, thì cái chân cẳng mình nó thông máu rồi, nó thông tim, thông não mình hết, không có làm cho mình bị đột quỵ nữa nha. Rồi á là sau đó lần lần đi lại bình thường, không có vấn đề gì. Nhưng cái này á là tôi nói với mọi người nghe, uống dài 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 dài, giống như là suốt cả đời mình vậy, thấy không? Thành ra là phải cố gắng vô cùng, phải bao giờ cũng vậy, phấn đấu tự sức khỏe mình cứu mình nha, cố gắng lên nha. Chào hỏi, nếu mà cái vụ ớt tăng liều, có liều cao nhất thì nó khoảng bao nhiêu? Liều cao nhất thường là 3 muỗng cà phê, không có đi, không cần đi xa hơn. Nhưng mà cái hay của nó là thí dụ aspirin á, là cũng làm cho máu nó đừng có đông, nó làm cho thông máu, nhưng mà nó lại làm cho chảy máu, chảy máu da, chảy máu đồ tùm lum hết đó. Còn cái thằng rượu ớt nó lại làm cho thông máu, nhưng mà nó lại làm hạch lành mấy vết thương, hay ghê lắm. Thành ra là mấy cái chân mấy cái tay rồi mấy người lại đây bị máu bị vỡ ra hết, uống thời gian nó lành hết. Nó cái hay, cái kỳ diệu của cái rượu ớt là chỗ đó đó. À, nó khác là chỗ đó. Ráng cố gắng nha. Rồi nằm xuống đi. Trời đất ơi. Mà trong cái thuốc lá, tôi nói thật là mọi người nhớ vậy nè, là đừng có bao giờ hút thuốc. Là cái lợi là vậy nè, là không phải là mình chỉ thương cái thân mình không, Mà là mình còn thương vợ, thương con mình nữa.
Tại vì cái người mà hút á thì bị một, nhưng mà người hít á là bị thứ ba. Thấy không? Do đó là khi mà mình đã mình, nhưng mà người vợ người con mình nó hít vô nó bị bệnh luôn. Bây giờ nó bệnh, nhưng mà già nó bệnh luôn. Ông có hút thuốc không? Ông kia không hút. Hai ông này là ông hút, vậy là về phước á. Nhưng mà ráng ăn 16-8. Bia cũng không biết uống luôn. Trời ơi. Thôi vậy cũng uổng quá. Bây giờ thời khi nào xuống lại? Hả? Khi nào xuống lại? À, có gì là đi tuần sau thứ hai, chiều thứ hai sau lại đi lần nữa. Ừ, chữa tiếp mấy ngày rồi đó. Thì tuần sau không có phải đóng đồng nào đó, xuống chữa thôi nha. Bây giờ con về hả? Ờ, vậy rồi. Bồng bây giờ đi. Ủa rồi cái xe đẩy cho bà mượn đi, để đẩy cái. Lấy luôn xe đẩy. Lấy xe đẩy cho ông. Xe đẩy đâu? Được chưa? Để ông Bồng khổ quá, ngồi về bữa cục xong. Sao? Lấy để đẩy đẩy, đừng có bồng bồng vậy, nó không chơi chết như sao cuộc sống không? Rồi, được chưa? Rồi, cố gắng nha. Rồi, còn đá chồm á, chồm mấy gan với chồm hai bẹn. Để cho máu đi thông xuống dưới. Nha, cố gắng. Nhà ở đâu lên? Dạ, Bến Lức. Bến Lức, cố gắng nha, làm sao lần sau đi cho nó ngon lành đi. Nha, rồi.